chào các bạn. Trong video ngày hôm nay mình sẽ mời các bạn cùng vào bếp để kho cá bằng nồi cơm điện nhé. Đây là thành phẩm mình vừa mới làm xong ạ. Bây giờ mình lấy cái phần cá này ra nhé, là có thể thưởng thức được các bạn ạ. Rất là ngon, cá rắn thịt nhé. Các nguyên liệu để làm cá này thì mình sẽ mời các bạn cùng vào bếp sau ạ. Đây ạ, thành phẩm của mình sau khi làm xong đấy nhé. Mình mời các bạn cùng làm với mình ạ. Mình chia sẻ cách kho cá các bạn nhé. Đây là cá diếc ạ. Mình mua 1,4 cân, nhưng mà khi các bạn bỏ hết cái phần đầu và phần ruột đi ấy, thì nó sẽ chỉ còn khoảng 1 cân hoặc 1,5 cân thôi ạ. Vì cái cá này là cá sông, cá tự nhiên ạ. Tại sao mà mình lại cắt bỏ cái phần đầu đi nhá? Vì cái phần đầu ấy thì cũng rất là nhiều xương. Nếu mà chúng ta bình thường thì cũng có thể ninh ăn được, nhưng mà vì cái cá này nó có trứng ở trong này, mình muốn giữ lại phần trứng để không bị vỡ thì mình sẽ cắt bỏ đầu đi để lấy cái phần mật ra. Nếu mà mổ phanh thế này ra ấy, thì để giữ được phần đầu thì lại không để cho cái trứng nó được nguyên ạ, nó sẽ bị lát ra, cho nên là mình phải làm theo cách này. Tại vì mình bảo mình muốn lấy phần đầu ấy, thì chị hàng cá chị nói là nếu mà lấy phần đầu mổ phanh thì nát trứng đấy ạ, cho nên là mình mới phải bỏ phần đầu. Thì phần đầu mình có nuôi gà ấy, thì mình sẽ lấy khi nó để mình làm thức ăn cho gà. Khi cá giết như thế này nhé, thì bây giờ mình sẽ rửa sạch đi để mình đem đi để kho các bạn ạ. Các bạn chuẩn bị cho mình ít hành này, riềng này, nghệ này, ớt này. Gia vị thì chút nữa mình thì sẽ nói sau ạ. Riềng tươi mình vừa mới cắt ở vườn nhé. Các bạn cho mình vào đây thêm muối để mình rửa cá nhé. Mình rửa bằng muối này để mình sát hết cái chất nhầy, chất nhớt của cá đi nhé. Cái vẩy còn lại các bạn bỏ hết đi cho mình. Các bạn sát cho mình khoảng 5 phút, sau đó mình sẽ đem đi mình rửa sạch nhé. Thì các bạn, mình sẽ thái cái phần riềng này ra nhé. Các bạn thái lát ra thành từng miếng cho mình. Và hôm nay mình chia sẻ các bạn kho cá này bằng nồi cơm điện nhé. Mình sẽ cho cái riềng này xuống đáy xoong ấy ạ, để cho nó thơm. Bị cái nồi cơm điện các bạn cho xuống mình nhé. Cái riềng lá này mình cho tất vào. Để khi ấy, cái đáy này các bạn cho cá vào nó không bị dính trên đáy nhé. Ít hành thái ra. Xuống đây cho thơm. Nghệ mình đem đi dã. Đây các bạn, nghệ mình đã dã xong rồi nhé. Bây giờ mình sẽ ướp vào cá. Cá rửa sạch để ráo nước rồi. Bây giờ mình sẽ cho nghệ vào đây. Có nghệ ấy, thì cá vừa có màu sắc đẹp, vừa không bị tanh các bạn nhé.
Các bạn cho mình vào đây thìa muối ạ. Thìa hạt tiêu nhé. Mình cho vào đây thìa tương hột nữa ạ. Các bạn trộn đều lên, mình ướp khoảng 15 phút nhé. Bạn nào ăn đường thì có thể cho đường hay bột ngọt nữa nhé. Và đây mình sẽ cho vào đây thìa hạt lên nữa. Để đỡ tanh, các bạn cho mình một chút rượu trắng ạ. Khi mình ướp được 20 phút các bạn ạ, các bạn sẽ cho mình vào một cái xoong này. À quên, vào đây, nồi mình đã để sẵn rồi nhé, điện. Giờ mình sẽ xếp cá xuống. Những con to thì mình sẽ cho xuống dưới nhé. Cái phần nước ướp ạ. Các bạn cho mình thêm một ít nước nữa nhé, để mình kho ạ. Phần nước như vậy thôi. Các bạn là muốn màu đẹp nữa thì mình có thể cho nước hàng nhé, nhưng mình không thích ăn nước hàng nhiều ấy, thì mình không cho, vì nước hàng hay làm từ đường ấy. Các bạn cho mình một ít dầu ăn nhé, nếu mà có mỡ thì các bạn có thể dùng thịt và nữa cũng được, thịt mỡ. Ớt mình cho vào đây. Rồi bây giờ mình đem đi mình kho ạ. Mình cứ kho đến khi nào mà cái phần cá này nó cạn nước, nó cháy một chút thơm nhất là được ạ. Đây ạ, khi mình kho cá đây nhé các bạn nhé. Đấy, cái phần nước cá nó đã cạn như thế này. Với cách kho cá bằng nồi cơm điện này rất là ngon nhé. Mình có thể làm ạ, và cái phần xương ấy các bạn có thể ăn được nhé. Khi mình kho ấy, xương nó rất là mềm ra rồi ạ. Đây ạ, cái phần xương này, ăn được hết ạ. Như vậy mình đã chia sẻ các bạn cách kho cá bằng nồi cơm điện nhé. Các bạn thích có thể like, chia sẻ và đăng ký kênh giúp mình ạ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.